Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ là ngày 3 tháng 5. Ở Việt Nam đó hôm nay các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi là ngày 4 tháng 5 và bây giờ là khoảng chừng 8 giờ tối giờ Cali. Và hôm qua thường đã đọc rất nhiều comment của các bạn để lại đó về việc là các bạn thì nói là thích xem cái màn hình lớn hơn không có thuận cũng được. Đương nhiên cùng các bạn nói là thích xem cái cách mà có hình của thần trên màn hình thì thật ra phần lớn nó là nghiêng về cái bên là thích xem biểu đồ cùng với lễ hình của thuận cho nên thuận hôm nay lại trở lại và ngày hôm nay chúng ta cũng không có nhiều những thông tin như là ngày hôm qua hay là ngày chủ nhật tại hoa kỳ đâu nhưng mà cái thông tin lớn nhất đó vẫn là cái thông tin liên quan tới fed đã bắt đầu họp ngày hôm nay và sẽ kết thúc cuộc họp ngày mai và ngày mai chúng ta sẽ biết được kết quả cuộc họp của tháng năm này và như bạn nên thì hỏi thuận là khi nào chúng ta mới biết thông tin thì các bạn sẽ biết thông tin đó là khoảng chừng bây giờ ước tính là 11 giờ trưa giờ Cali ngày mai có nghĩa là 1 giờ sáng bình Việt Nam các bạn đó khi mà thường có thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết đó, chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin hôm nay ra sao các bạn sẽ thấy được là hồi sáng này đã giá cũng có cái đợt đi xuống một chút cũng không nhiều lắm nhưng mà tiếp tục đi xuống ở mức là khoảng chừng 38.500 xuống mức thấp là khoảng chừng 37.500 sau đó thì chúng ta đã thấy là trong vòng 5 giờ qua đó thì giá cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại thật ra giá cũng tiếp tục đi hàng ngang mà thôi khi mình được zoom ra đó các bạn thấy được là rất rõ ràng là giá cả hàng ngày thì có lên có xuống nhưng mà khi bằng zoom xa ra đó thì hầu như là một thời gian dài các bạn thấy được giá tiếp tục cũng là xây quanh cái mức này mà thôi 37 38 ngàn khi các bạn zoom ra đó, thì rất rõ ràng là từ thời điểm đầu năm cho tới bây giờ đó đây là cái mức giá mà chúng ta đã thấy nhiều lần rồi cho nên hàng ngày đây các bạn theo dõi giá lên xuống các bạn có cảm xúc vui cảm xúc buồn nhưng mà các bạn zoom ra sẽ thấy được là giá vẫn tiếp tục đi hàng ngang trong thời gian từ đầu năm cho tới bây giờ và nhìn chung hôm nay đó thì thị trường đỏ một chút cũng không đỏ nhiều lắm các bạn thấy được màu đỏ cũng khá là nhạt nghĩa là không có cái sự di chuyển nhiều các bạn có thể là refresh cái trang con đó chúng ta thấy được là hôm nay thì giá btc xuống là một chúng ta có thể thấy được là premium xuống cũng tương tự 1,7%, bảy bnb cũng tương tự là 1,3% ba âm xrp cũng vậy solana cũng vậy nói chung cũng không gì đặc biệt hết các bạn thấy được là cái đồng mà xuống nhiều nhất trong thấp 10 này đó là teluna mà xuống chỉ có 2,5% trong vòng 24 giờ qua mà thôi. Nói chung là cái giá mức bây giờ so với ngày hôm qua đó thì đỏ hơn một chút nhưng mà cũng căn bản là cũng cỡ cái phần đó mà thôi, không có cái sự di chuyển nhiều. Thị trường chứng khoán thì ra sao? Các bạn thấy được là hôm nay đó kết thúc đó, thị trường chứng khoán là chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq xanh đầy một chút tăng 0,22% và chỉ số Dow Jones thì cũng tăng phần trăm tương tự và S&P 500 đó thì tăng nhiều một chút tăng 0,48 nói chung thì cũng có màu xanh nhưng mà cũng không có phải là xanh lắm thì một số bạn nó cũng có cái comment nói là chúng ta đã thấy cái sự khác biệt giữa chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ với lại cái xu hướng của BTC trong vòng hai ngày qua hai ngày qua thì chứng khoán nó có vẻ là nó xanh là một chút nhưng mà Crypto đây thì vẫn đi một chỗ, thậm chí nhiều bạn nghĩ là chúng ta đỏ hơn một chút, nhưng mà thật ra đã chúng ta chỉ mới thấy cái hiện tượng này có hai ngày mà thôi, nó không đủ để chứng minh cái gì đâu. Các bạn cũng đã nhớ là cách đây à, vài ngày đó thứ sáu tuần vừa rồi là thị trường chứng khoán cực kỳ đỏ luôn, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin vẫn giữ được ở cái mức này. Nói chung đối với thuận nên thì cái sự tương quan bây giờ khác biệt, chỉ có mới có 2 ngàn mà thôi, cũng không có nói lên được gì. Cái sự tương quan bây giờ đối với thuận vẫn là còn và cái sức ảnh hưởng lớn nó là đến từ cái thông tin sẽ có ngày mai. Chúng ta nhìn vào chỉ số uh, pre-market đi hợp đồng tương lai thì các bạn thấy được là bây giờ cũng xanh lại một chút. Nhưng mà nói chung nên thì chúng ta thấy được là chỉ số S&P Futures và Nasdaq Futures uh, thì uh, tăng khoảng chừng là 0,1% trong khi là Dow Futures thì đi hàng ngang. Còn về dầu ra sao thì hợp đồng dầu thì cũng như là dầm chân tại chỗ mà thôi cái mà các bạn còn đang nhớ là cứ khoảng chừng là 100 tới 105 đô Bây giờ là 103 đô cho một thùng dầu Đây là giá hợp đồng mới nhất Còn vàng đó thì hôm nay lại xuống thêm một chút Xuống 0,32% Bây giờ đã tiếp tục ở dưới 1.900 đô cho một ounce vàng Đây là giá hợp đồng mới nhất là 1864 Thì đương nhiên cái thông tin mà nhiều người chờ đợi đó không có gì khác hơn đó chính là ngày mai Fed sẽ nói gì thì Fed đã họp với lại những cái thống đốc hay là những cái chủ tịch của những chi nhánh khác họ đã bắt đầu họp là từ ngày hôm nay rồi và sẽ kết thúc ngày mai sau khi kết thúc đó thì Fed sẽ có cái cuộc họp báo và sẽ đưa ra cái thông tin quyết định là sẽ có quyết định gì liên quan đến lãi suất liên quan đến cái số lượng trái phiếu đang nắm trong tay thì để thường chia sẻ với các bạn đó hiện bây giờ cái mà mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần là gì Thứ nhất đó là hầu như là mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần là Fed có thể là tăng lãi suất ngày mai đó là tăng lên thêm 0,5% có nghĩa là lãi suất của Fed cắt Fed Fund Rate sẽ dao động ở cái mức là từ 0,75 cho đến 1% đó là điều mà hầu như ai cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi và ngay cả Fed cũng đã đưa ra những cái dấu hiệu là điều này hoàn toàn có thể. Điều thứ nhì đó là một số nhà đầu tư cũng đã chuẩn bị tâm lý là ngân hàng trung ương đó Fed sẽ đưa ra một cái quyết định đó chính là sẽ bắt đầu là có cái hiện tượng là bán trái phiếu đang nắm trong tay các bạn có nên nhớ là Fed thu mua rất là nhiều trái phiếu lúc mà dịch bệnh xảy ra Fed thì lúc nào cũng thu mua trái phiếu để mà hỗ trợ thị trường nhưng mà khi dịch bệnh xảy ra đó thì Fed đã nhanh chóng thu mua trái phiếu và trong vòng 2 năm qua đó cái số lượng trái phiếu nắm trong tay đó đã tăng lên gấp đôi rồi bây giờ trong tay nắm gần như là 9.000 tỷ đô la trái phiếu thì trái phiếu là gì trái phiếu đó là giấy nợ của những công ty khi bị dịch bệnh xảy ra đó thì những công ty đã cần tiền mặt họ sẽ bán giấy nợ và nếu như thị trường không có ai mua đó thì những công ty đó sẽ gặp vấn đề cho nên fed là người mà sẽ bỏ tiền ra mua họ in tiền họ đưa vào trong những công ty đó họ lấy trái phiếu và trái phiếu đó đó là fed sẽ ghi lại trên cái sổ sách của fed giống như là một cái tài sản nhưng mà đương nhiên đó không phải là tài sản đó là một cái giấy nợ mà thôi và khi mà fed muốn bơm tiền vào trong thị trường đó thì sẽ thu mua trái phiếu họ lấy giấy nợ rồi họ đưa tiền những công ty này thì sẽ có nhiều tiền hơn trên thị trường khi mà họ muốn siết chặt đó thì họ sẽ làm cái điều ngược lại họ sẽ bán trái phiếu trong ngân sách và sau đó thu tiền trở lại và bây giờ đó một số người cũng đã có cái sự chuẩn bị là Fed có thể ra thông báo là họ sẽ bắt đầu bán cái số lượng trái phiếu này và bắt đầu sẽ bán với cái mức là khoảng 95 tỷ mỗi một tháng 95 tỷ mỗi một tháng các bạn đều là con số này cao như thế nào và sẽ bắt đầu là từ tháng 6 trở lên đó là điều mà hầu như là ai cũng đã có cái sự chuẩn bị rồi và thị trường đó thì có cái uh, suy nghĩ là cái phần trăm lãi suất của fed đó có thể là từ đến cuối năm tiếp tục tăng và sẽ tăng tới cái mức là kết thúc cuối năm nay là khoảng hai trăm các bạn nên nhớ là chủ tịch fed đó chỉ mới tăng lãi suất có một lần mà thôi đây sẽ là cái lần thứ nhì tăng lãi suất ngày mai chúng ta sẽ biết thông tin chính thức và quyết định của fed là sẽ dựa vào một số điều thứ nhất đó là cái sự khác biệt giữa cái lần họp trước với lần họp này đó chính là chúng ta đã nhận được cái thông tin dấu hiệu đầu tiên là nền kinh tế đó không có tăng trưởng nhanh nữa. Đó chính chúng ta đã thấy được là cái chỉ số GDP, tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ đó đã giảm trong cái quý một, giảm 1, giảm 1,4%. Đó là điều, điều đầu tiên. Và các bạn cũng nên nhớ đó là nếu như mà giảm hai quý liên tục thì coi như chúng ta đã chính thức theo định nghĩa của một suy thoái tài chính rồi. Có nghĩa là chúng ta tới cuối tháng 6 mới biết rõ được là có phải là chính thức là vào suy thoái tài chính hay là không. Cho nên nhiều người đó thì thường họ sẽ có những cái quyết định tài chính trước khi mà chính phủ công bố. Tại vì các bạn thấy được là nếu các bạn đợi hai cái quý xuống liên tục để công bố đó thì đã quá trễ rồi. Lúc đó chúng ta có thể đã hầu như đã đi 2 phần 3 chặng đường rồi. Tôi cũng đã từng chia sẻ cái thông tin này với các bạn. Cho nên những cái gì các bạn thấy ở trên thị trường bây giờ đã một số người nhà đầu tư họ lo sợ, họ bán những cái cổ phiếu của mình Họ bán trái phiếu của mình Thì cũng là điều Tại vì họ lo sợ là khi mà chúng ta Nghe thông tin chính thức Đã, đã đi vào suy thoái tài chính Thì đã quá trễ Cho nên họ đã có hành động trước Cho nên gần đây chúng ta mới thấy được Là cái thị trường chứng khoán nó đỏ như vậy Và ngay cả Fed cũng đã đưa ra cái nhận định Là họ nghĩ là cái phần trăm lãi suất của Fed sẽ ở mức khoảng chừng 1,9% cuối năm nay và năm 2023 có thể lên tới là khoảng chừng 2,8%. Và đương nhiên, tại sao họ tăng lãi suất? Tại vì họ cần phải quản lý phần trăm lạm phát. Các bạn thấy được là lạm phát của Hoa Kỳ đó tính theo chỉ số người tiêu dùng CPI đó đã tăng lên cái mức kỷ lục trong vòng 42 năm vừa qua, có nghĩa là cái phần trăm CPI đó đã lên tới 8,5% rồi. Có nghĩa là nếu như mà các bạn bỏ tiền để mà mua trái phiếu đó trái phiếu đó cho các bạn cái phần trăm tiền lời là khoảng 3 phần trăm một năm như là các bạn mua công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ thì các bạn nhận được cái lãi hàng năm đó đó các bạn vẫn lỗ tại vì phần trăm lạm phát tới 8,5 phẩy năm lận nhưng mà thị trường nó vẫn có một cái sự lo ngại là đây là những gì mà chúng ta hy vọng là sẽ có thông tin ngày mai là như là mọi người suy nghĩ bây giờ là Fed chỉ tăng có 0,5% mà thôi. Nhưng mà một số người đó lại có cái sự suy nghĩ là có thể là Fed đó còn gấp rút nữa hơn nữa là sẽ tăng cái phần trăm nhiều hơn nữa có thể là 0,75% Và ngay cả là chúng ta thấy là ngân hàng JP Morgan đó cũng hù mọi người Và nói là chúng ta có một trong năm cơ hội để thấy Fed có thể tăng lãi suất là 0,75% chứ không phải chỉ 0,5 đâu có nghĩa là 20% cơ hội Điều này đương nhiên cũng làm cho nhiều người bất an Nhưng mà chúng ta sẽ biết sớm mà thôi Khoảng chừng là, 11 giờ trưa Giờ Cali có nghĩa là khoảng chừng 13 tiếng nữa Chúng ta sẽ biết cái thông tin chính thức Và lúc đó là khoảng 1 giờ sáng giờ Việt Nam của các bạn Khi mà có thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn Và đối với nhà đầu tư đó Thì bây giờ cái sự kỳ vọng của họ đó là phép tăng lãi suất Điều này là đương nhiên rồi, họ sẽ tiếp tục tăng cho đến khoảng chừng là cuối năm nay đó là khoảng chừng là 2,2% cho đến tháng 8 của năm 2023 đó là khoảng 3,08%. Và đây là các phần trăm mà nhiều người hy vọng là khi mà tăng tới cái mức này rồi đó khoảng chừng là tháng 8 của năm sau có nghĩa là hơn một năm nữa đó thì lúc đó phần trăm lạm phát đã nguội lại rồi tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn lúc mà chúng ta nói tới lạm phát trên channel này đó thì phần lớn mọi người là không quan tâm đến bây giờ hầu như ai và ai cũng nói tới lạm phát thì thường lại nghĩ ngược lại lạm phát đương nhiên là đang có và có thể tăng thêm một chút nữa nhưng mà tôi cũng nghĩ là chỉ tăng thêm một chút nữa thôi chứ không thể mà tăng mãi được cho nên nhiều người đó thì cũng hy vọng là khoảng chừng một năm nữa đó thì cái phần trăm lãi suất của Fed là khoảng trăm Lúc đó phần trăm lạm phát sẽ được nguội lại và ngay sau đó đó thì Fed sẽ giảm lãi suất trở lại để mà kích thích nền kinh tế. Chúng ta chỉ hy vọng là lúc đó không có khủng hoảng tài chính xảy ra mà thôi. Tại vì á, bây giờ đó khi mà CNBC bỏ phiếu đó thì những nhà đầu tư bỏ phiếu như thế nào? Có nghĩa là Fed sẽ thành công hạ cánh an toàn hay là không? Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy Fed bắt đầu là tăng lãi suất lên, thị trường bắt đầu nguội lại đó, nền kinh tế nguội lại, thì chúng ta có thể là từ từ nguội lại và hạ cảnh an toàn hay không, thì chúng ta được là trên căn bản bây giờ rất nhiều người không có lòng tin về cách mà Fed xử lý cái vấn đề này, có nghĩa là chúng ta thấy trên màn hình đó 57% của người bỏ phiếu ở trên CNBC đó nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất và sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính. 33% đó, một trên ba người đó thì nghĩ là sẽ thành công hạ cánh an toàn. 10% còn lại đó thì không biết kết quả sẽ ra sao. Có nghĩa là chúng ta được là hơn phần nửa cái số lượng người bây giờ đã nghĩ là việc mà Fed tăng lãi suất đó thì sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính và bây giờ mọi người nghĩ là khủng hoảng tài chính sẽ có trong vòng 12 tháng. Đương nhiên, lần cuối cùng mà mọi người đều nghĩ khung quán tài chính có thể xảy ra và khung quán tài chính xảy ra đó, lần đó lần nào thường cũng không mới nhớ nữa. Các bạn thấy được là phần lớn khung quán tài chính xảy ra lúc mà mọi người không có đề phòng cho nên mới dẫn đến thiệt hại lớn như vậy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thời trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Nhưng mà có một người đó thì khá là bearish về cái tình hình tài chính nói chung, đó chính là Paul Tudor Jones. Thì hôm nay đó Paul Tudor Jones cũng đã lên trên CBC và cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Và Paul Tudor Jones là một tỷ phú đầu tư rất là nổi tiếng và là một người mà nhiều nhà đầu tư theo dõi và cũng có cái sự kính nể thì Paul Tudor Jones đã nói là ông ta thấy là tình hình bây giờ là tình hình rất là tệ cho bất cứ ai mà muốn mua cổ phiếu hay là trái phiếu có nghĩa là Paul Tudor Jones nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất và cần phải tăng lãi suất tại vì nếu như không tăng lãi suất đó là không thể quản lý được phần trăm lạm phát và nếu như Fed cứ tăng lãi suất như vậy đó thì sẽ dẫn đến suy thoái tài chính thì lúc đó cổ phiếu và trái phiếu đó sẽ tơi tả luôn và đó là cái sự suy nghĩ của Paul Tudor Jones và Paul Tudor Jones cũng đã từng nói đó là ông ta rất là thích crypto. Các bạn có đã biết là Paul Tudor Jones từ năm thường nhớ là 2020 đó đã công bố là lưu trữ Bitcoin và tại vì sao thì Paul Tudor Jones nghĩ là Bitcoin đó là một cái tài sản chống lại lạm phát tốt hơn là cả vàng và lý tại sao ông ta nghĩ như vậy đó thì chỉ đơn giản nhìn vào năm này qua năm nọ đó thì kết quả của Bitcoin dạy vàng như thế nào Giống như chúng ta nhìn vào năm 2021 đi là một năm mà có rất nhiều cái sự dao động nhưng mà kết thúc năm ngoái đó BTC nói riêng thôi đã tăng khoảng chừng là 60% rồi, 59,8% như các bạn thấy trên màn hình. Vàng đó thì các bạn thấy là năm ngoái đó là một năm mà kết thúc đó là âm 4,3% và thậm chí các bạn có thể nhìn vào cái giá vàng một thời gian dài hơn như là 10 năm 20 năm thì các bạn thấy được là cái giá vàng hầu như cũng dậm chân tại chỗ Có cái sự lên xuống năm này qua năm nọ Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì thấy được là vàng thực sự là cũng cỡ đó mà thôi Không có sự tăng trưởng nhiều Nếu như các bạn cộng vào cái phần trăm lạm phát đó Thì các bạn lưu trữ vàng sẽ bị lỗ Và đó là lập luận của Paul Tudor Jones thì Paul Jones có nghĩa là hiện bây giờ đã không có thiện cảm với lại Fed lắm và khi mà được hỏi đó là ông ta nghĩ là Fed nên làm gì thì Paul Tudor nghĩ là Fed nên từ chức đi cần phải có một chiến lược mới chứ nếu như gì, gì hoài là không có ổn tuy nhiên không phải ai cũng có, suy nghĩ này ngược lại đó thì các bạn được là Jim Cramer <laughs> thì ở trên TV ngày hôm nay đó thì lại la làng ông Sơn là không, đây mới là cái lúc mà mọi người cần phải buy the dip Nếu như mà mọi người đợi Fed giảm lãi suất lại một lần nữa Và bắt đầu là chuyển hướng và không tiếp tục thích chặt những nguồn tiền nữa đó thì cũng đã quá chạy rồi. Jim Cameron đó thì lập luận là đúng giá bây giờ thì có thể là xuống thêm không ai có thể biết được nhưng mà nhìn vào những cái công ty mà có tên tuổi nhiều năm đi như là Visa, Coca-Cola, IBM, Boeing, 3M, Johnson Johnson, Nike, Goldman Sachs American Express Đây là những cái công ty mà đã nhiều năm có tên tuổi rồi Và là những công ty rất là tốt Thì nếu như bây giờ không mua thì đợi đến khi nào Đợi đến khi mà Fed chuyển hướng rồi Lúc đó là lại quá trễ Đó chính là lập luận của Jim Cramer Có nghĩa là Jim Cramer đó thì ngược lại với lại Paul Tudor Jones Nói là bây giờ đó thì mọi người đáng lý đâu là không nên bỏ chạy Mà cần phải nên tích lũy những cái cổ phiếu tốt đương nhiên trong thời gian ngắn hạn sắp tới đây ra thì cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục đi xuống nữa cho nên Jim Cramer nói là ai mà mua bây giờ đó thì cần phải có cái tầm chịu đựng tại vì cổ phiếu có thể xuống thêm nữa nhưng mà cổ phiếu ta sẽ lên trở lại không biết ngày nào nhưng mà một ngày nào đó sẽ lên trở lại à, đây là ý kiến của Jim Cramer ngược lại với lại Paul Tudor Jones Paul Tudor Jones sẽ nói là chạy thì tại vì Fed sẽ không có nương tay đâu các bạn nghĩ thế nào các bạn comment ở bên dưới Tuy là cả hai người đó, Jim Kramer và Paul Tudor Jones rất là bullish về Bitcoin Ethereum nhưng mà thường vẫn nghiêng về Paul Tudor Jones hơn à, tại vì Paul Tudor Jones bây giờ vẫn còn đang lưu trữ Bitcoin. Thường nói giải với các bạn thôi nhưng mà trên căn bản đó thì thường đã chia sẻ với các bạn là thường không nghĩ phép sẽ thành công hạ cánh an toàn đâu. nó sẽ là một cái hạ cánh cũng là khá là bấp bênh đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý. Và Paul Tudor Jones đã từ lâu lưu trữ BTC và tuy là ông ta nói BTC đó chỉ là một số lượng phần trăm nhỏ trong cái danh mục đầu tư của ông ta mà thôi nhưng mà lúc nào cũng vậy các bạn thấy được là ai đó đó tìm hiểu về BTC các bạn chỉ có hai phản ứng mà thôi một là các bạn tìm hiểu xong rồi các bạn không thể nào mà quên được các bạn càng đi càng sâu vào trong những crypto này còn hai là các bạn rất là ghét thị trường crypto này một trong hai mà thôi chứ không thể nào mà đứng chính giữa được các bạn cũng đã nhớ là ngay cả Shark Tank, Kevin O'Leary trước đây cũng đã nói là bây giờ chỉ lưu trữ là một hai phần trăm trong danh mục mà thôi chưa gì hết đó bây giờ thì Kevin O'Leary à, nói á, là crypto đã chiếm hai mươi phần trăm trong danh mục đầu tư của ông ta rồi Paul Jones sẽ cũng vậy và Paul Jones sau từ trước tới bây giờ thì vẫn tiếp tục cũng nói cùng một cái suy nghĩ là đi thu một bitcoin trong danh mục đầu tư của Paul Jones tại vì tin tưởng bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị lâu dài Jim Kramer thì cũng có mua nhưng mà cũng có bán, các bạn cũng đã nhớ là Jim Cramer đó ngay cái lúc mà giá không có được ổn khi mà Trung Quốc ra lệnh cấm đào Bitcoin đó thì lúc đó Jim Kramer cũng sợ và bán Bitcoin của mình nhưng mà sau đó thì giá lại đi lên và lập đỉnh mới thì Jim Kramer cũng là một người mà các bạn xem thông tin cho vui mà thôi chứ còn tin thì các bạn cũng phải suy nghĩ lại Tôi thì thích cả hai, tôi đều thích nghe cả hai chia sẻ một số bạn đó thì hỏi là có phải bây giờ chúng ta đã trong khung quản tài chính rồi không Thì đương nhiên là không phải rồi các bạn thứ nhất đó, theo định nghĩa cũng không phải như thường chia sẻ rồi phải là hai cái chu kỳ mà GDP đi xuống mới gọi là khủng hoảng tài chính nhưng mà thực tế cũng không phải luôn các bạn thấy được là bây giờ đó các bạn nào mà có người thân ở Hoa Kỳ các bạn có hỏi đi ở Hoa Kỳ bây giờ cái số lượng thất nghiệp cực kỳ thấp luôn và thậm chí ngày hôm nay đây chúng ta thấy là cái thống kê việc làm rất là tốt chúng ta đã thấy được là trong cái tháng 3 vừa qua đó đã có thêm 11,5 triệu việc làm và thêm vào đó nữa đó là chúng ta thấy được là cái số lượng việc làm với lại cái số lượng mà người đi kiếm việc đó khác nhau rất là xa cái số lượng việc làm nhiều hơn cái số lượng người đi kiếm việc tới 5,6 triệu có nghĩa là nhiều nơi mướn người nhưng mà cái số lượng người mà muốn đi làm lại ít hơn nữa và thậm chí đó chúng ta lại còn thấy cái số lượng người mà nghỉ việc cũng rất là cao luôn lên tới là 3,54 triệu người đã nghỉ việc Tại vì sao? Tại vì trong cái thời kỳ mà dịch bệnh xảy ra đó, nhiều người họ làm ở nhà và trong thời gian đó đó thì nhiều người cũng đã tìm tòi phát triển thêm nhiều thứ giống như là họ làm trên mạng được, họ có thể kiếm được những cái cách để mà kiếm tiền khác mà không cần phải làm việc cho công ty và sau khi mà dịch bệnh đang nguội lại như bây giờ ở Hoa Kỳ đó thì một số người họ cũng đã vẫn cái nghề tay trái của họ cho nên có thể là họ không muốn đi làm nữa tóm lại thì không những là chúng ta thấy được là cái phần trăm thất nghiệp không có cao mà cực kỳ thấp đến nỗi mà bây giờ cái số lượng việc làm còn nhiều hơn là cái số lượng người muốn đi làm nữa đương nhiên đây không phải là khủng hoảng tài chính rồi cũng phải tài chính là ngược lại khi mà chúng ta nghe nói tới là công ty này công ty kia sa thải nhân viên lúc đó thì các bạn mới thấy là bắt đầu đã có cái dấu hiệu của bảng tài chính rồi và chúng ta sẽ thấy là thời điểm này thì mọi người đó là tìm nơi chưa an toàn, mọi người muốn tìm hiểu những cái mạng đầu tư nó có lợi nhuận thụ động, tìm hiểu làm sao để quản lý tài sản của mình thì đương nhiên chưa phải là cuộc quản tài chính rồi khi mà có cuộc quản tài chính ấy, thì cái suy nghĩ không phải là làm sao để mà bảo vệ tài sản đâu mà làm sao để mà có tiền để mà sống quan ngày họ không còn quan tâm đến là mua vàng mua bitcoin mua chứng khoán nữa tại vì lúc đó họ không có thu nhập thì lấy đâu để mà mua họ còn phải lo cho cuộc sống hàng ngày của họ còn chưa lo xong nữa chứ không phải như là như là bây giờ có nghĩa là bây giờ đương nhiên không vào được khoản tài chính rồi và vẫn chưa có dấu hiệu đó cái dấu hiệu đầu tiên đó mà chúng ta thấy được đó chính là GDP âm nhưng mà chỉ âm có 1,4% mà thôi trong quý 1 mới đây